quý Phật tử cùng đến với tiết mục kịch Quan Âm Thị Kính do đội Phật tử thanh thiếu niên đội sen trắng đến từ chùa Khánh Long trình bày và chỉ đạo và dàn dựng chương trình. Đạt Đức, Thích Thành Thuận, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón tiết mục kịch Quan Âm Thị Kính. Phật ạ, con là trưởng của dạy các em tập kịch ạ. Hôm nay con muốn đội hoa sen trắng, con muốn góp vui cho tối ngày hôm nay, và đó là vở kịch Quan Âm Thị Kính. Sau đây là những diễn viên nổi tiếng của A Lão ạ. Xin mời một người có thể mang đến cho nụ cười của tất cả mọi người. Trường trong vai Sùng Bà và Thị Mầu, đóng hai vai luôn ạ. Minh Hằng trong vai Thị Kính, một nhân vật chính của vở kịch hôm nay ạ. Quý vị vỗ tay lớn lên ạ. Công Linh trong vai Sùng Ông ạ. Và Tinh Tuấn trong vai Quan Thang. Mạnh trong vai Nhô và Lính ạ. Anh Di Đà Phật, sau đây vở kịch của bọn con xin phép được bắt đầu. Nếu vở kịch có gì sai sót xin mọi người lần thế ạ. Làng ơi, đã bao lâu soi kinh bóng quế, ta rủi mài đại hội Long Vân. Đêm nay nghe mỏi mệt tâm thần, mượn kỷ này ta nghỉ lưng một lát. Đạo vợ chồng trăm năm kết tóc, trước đẹp mặt chồng sau đẹp mặt ta. Dâu làm sao một chiếc chồi ra, dị hình sắc với cằm mọc ngược. Nay chàng thức giấc biết làm sao được, nay đang cơn giấc ngủ mơ màng. Dạ thương chồng lòng thiếp sao an, ô dao bén thiết sẵn tài một ngược. Hỡi cha, hỡi mẹ, hỡi xóm, hỡi làng, đêm hôm khuya khắt bỗng làm sao thấy sự bất thường. Làm sao đây hỡ? Làm sao? Bất thường làm sao? Được gì ban đêm không để xóm làm chuyện ngủ mà vợ chồng lại dần dĩ như thế. Thưa cha mẹ, đêm qua con ngồi học đã khuya, vừa chợp mắt thấy dấu kia gầy cổ. Con nói đây có quỷ thần hai vai chứng tỏ, dấu thực hư đôi lẽ con chưa tưởng. Hú vía, gầy cổ mày chứ gầy cổ ai hả con? Thứ cầm đi, ta còn gầy cổ ai ở đây nữa. Con phải sướng ăn như này, mày định giết con bà hả? Đấy, con đã bảo ông mà, lấy vợ cho con là một cái họ. Tôi đã bảo cái nơi trong hầu kia mà. Giống sượng, giống công, giống nhà bà. Mày cứ ngửa mà lên cho bà ấy xem. Úi cháu ơi là mặt chấm tổ chấm băng xả xịt mặt. Gái say trai lập chí giết chồng. Mẹ ơi oan cho con lắm mẹ ơi. Chả
chàng học khuya mỏi mệt, con thấy dâu mọc ngược dưới cằm. Là con ngoan à? Rõ ràng dành 10 mắt đều trông thì mặt đấy chơi, nhưng mà thốt. Này, sao mày không sợ gương trời múa nguyệt, cả gan thay cho bụng đàn bà, ngựa bắt tham phôi phó về vòng báo. Này, bà bảo cho mày hay, đồng nát thì về cầu nôm, con gái nhỏ mồm thì về với cha, rõ chưa? Lại nở ra rồng, trứng rồng lại nở ra rồng, điêu điêu lại nở ra rồng, điêu điêu. Này là bà đây cao môn lệch tộc, mày là con nhà vua nên chú tam tòng mày để ở đơn sai, trả công đâu mà đánh mắng cho hoài, mà mang tộc sang đây phó giảng thôi ông ạ. À, theo hai ông vẫn còn chết đấy à? À, tôi ngồi chết chí ở đây thì đừng ngồi. Không biết gọi mang tộc sang đây mà giao giảng có thịt kính gì đi, cả ngày con mình là chết oan đấy. Không đi đi. Ừ thì đi. Ông que là ông nữ tác nữ công nhỉ? Vâng, thì cháu nó đủ nữ tác nữ công đấy chứ. Đây này, nửa đêm nó vừa cầm dao giết chồng ấy này. Ông chào, thật thế hả ông? Ông chưa mở mắt lên làm sao ấy à? Đấy con đấy, ông đem về và dạy bảo. Từ giờ tôi đi hãy bớt cái mồm ra vàng nữ tác với chảnh nữ công. Ông ơi, ông cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện với ông ơi. Biết nè. Con ơi, con đang ở ra sao mà nên nông nỗi này hả con? Cha ơi, oan cho con lắm cha. Cho con lắm mà, con ơi, dù ai dù nhẫn chẳng oan, xa xôi cha biết nỗi con nhường nào. Thôi, sự tình về nhà nói cho cha mẹ biết, oan ngay giờ biết kêu ai. Thôi đứng dậy về cùng cha, dù cha liệu cho con, về cùng cha, con ơi. Hương ơi, bấy lâu sắt cầm tịnh hảo, bỗng ai làm chăn gối lẻ loi, nghĩ trách mình phận hầm duyên ôi, cho nên nỗi thế tình run rủi, về cùng cha có trở nên như vậy. Cũng không sao tránh khỏi tiếng mỉa mai, không không phải sống ở đời mới mong tỏ rõ nhiều đoan tránh. Áo trên quài khuy nay tôi quyết tâm trá, hình nam tử bước đi tu hành cầu Phật tổ chứng minh. Rồi một hôm nó thả đi theo cô con. Hôm đã con gì bọc cà. Ui xèo, nghe nói đi. Hôm nay mày theo cô ra chùa nhá. Vâng ạ. Màu thôi mang tiếng lặng lờ, đỏ đưa cống gió tôi lên chùa từ phải ba. Thank you.
Dân cái đứa nào kêu qua đây cho ta sẽ thử. Dạ. Trời giật mình. Quỳ xuống. Quỳ thì quỳ. Trời. Đây là con gái này. Dạ. Ừ. Bẩm qua. Được rồi. Em là thím Màu. À. Con gái phụ ông. Làm bền. Ừ. Thế là sao em kêu oan? Dạ. Bẩm qua. Chả giấu gì. Em hôm chùa, hôm nọ lên chùa lễ Phật ý. Thì rồi. Cái thầy tiểu chùa kia nó làm cho em phượng thế này là. Đạo Phật, đôi chân của tôi chỉ quỳ trước điện Phật. Bắt tôi quỳ xuống ra. Này, tôi bảo nhá. Tại sao người này là cái gì màu đó phương thế này hả? A Di Đà Phật, tôi không dám đấy. Và ta phi ngũ giới của nhà Phật. A Di Đà Phật. Màu. Một cái đấy. Một cái à? Ừ. Úi giời. Thế có đẹp không? Đẹp. Thế hoàn không? Quá hoàn. Có nhiều không? Nhiều. Nhiều thế nào? Nhiều. Có cái này không? Nhiều. À. Bài đâu? Dẫn ra, quan đi ra tao cái. Ồ, nó chưa. Trời. Mày, mày được đấy, là mày ẩm hết cái người quan. Thôi được rồi, hai người nghe tao phán đây. Tính tâm ý, làm cái gì bầu đó vươn ra thế này. Sau khi thì bầu để con ra, phải đưa quan, phải đưa quan cho tính tâm người. Biết chưa hả? Quan quá hoài được. Quan là anh Minh. Chuẩn chưa? Quan đường rồi. Trải qua 3 năm, tính tâm đi xin sữa để nuôi con. Và nàng đã hóa lên đại sen vàng trở thành Phật bà Quan Âm Thị Kính ạ. Vở kịch đã kết thúc ạ. Xin mời các diễn viên ra. Ở trên bên nôi. Đấy. Rồi quý vị có thấy là tiết mục vừa rồi của tất cả các em nhỏ ở đây đặc sắc không ạ? Có hay không ạ? Hay thì phải vỗ tay lớn lên chứ ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thanh niên của đoàn tập từ Sen Trắng. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.